Dạ, kính chào bà con và các bạn đến với kênh Liêm Nguyễn nha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn anh Văn Giang có một số mặt hàng hoa giấy giống mới để bà con mình về sưu tầm hoặc là mình ghép lên những cây phôi mình ha. Giống mới nhiều loại lắm nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu chi tiết với nhà vườn luôn ạ. Chào anh Giang. Rồi, chào bà con ở miền Tây Bắc, Cần Sa, chào anh Liêm. Này số hoa giấy giao lưu phục vụ cả nhà mình đây. Đầu tiên là cây số 1 đa bao bên da Trung Quốc ha. Cây này là hoa đỏ nha bà con, rất là đẹp. Cao đây là 68 ạ. À. Ngang đây 43. Quanh này chính cái nhà mình nè. Ngón tay. Mã số 1. Cái đa bao bên da này, cái này xin giao lưu với nhà mình là 220k cả nhà mình nè. 220. Đó. Bên nhà vườn em giao lưu hoàn toàn bao ship cả nhà. Mình về có thể lấy bo mình ghép cho những cái phôi nhưng mà hoa mã số 1. Mã số 2 luôn. Đây cũng là một cái giống mới cũng hot đây. Đây. Hot hit. Cẩm thạch. Cẩm thạch đỏ lửa ha. Cao nó 50. Gần đây thì 40. Mình cổ đây 10 tính 11 rưỡi cả nhà mình đây. Một rễ co lắc luôn nha cả nhà. Cẩm thạch đỏ lửa mã số 2. Cái này xin luôn cả nhà mình là 260k cả nhà mình đây. 260. Cẩm thạch đỏ lửa mã số 2 ha. Rồi. Còn mình về có thể mình sưu tầm giống mình lấy mình bo mình ghép ha. Tới mã số 3 đây, cái này cũng lắc lượng dưa hấu ba màu nha. Dưa hấu ba màu, mà này đỏ, vàng và hồng ha. Đó. Đỏ vô vàng vô hồng. Rồi. Đỏ luôn. Cao là 617 ạ. À. Ngang là 40 đi cho đặt. Còn khổ 12 rưỡi cái nhà mình nữa. Đó. Giờ cái dưa hấu ba màu này, xin luôn cái nhà mình 270k cái nhà mình đây. 270 cho cái dưa hấu ba màu. Ba màu. Rồi, mã số 3. Đây mã số 4, cũng dòng nhiều màu của nhà mình nè. Cây rất đẹp luôn, siêu bông. Để em đo em báo và màu nha cả nhà. Cao là 65. Cái ngang nó là 57 à. Cổ chỗ nhỏ đi. Nhỏ là 14 cái nhà mình nè, eo nhỏ trên đây ha. Đây cũng đẹp nha. Đấy cái lùng lực nha. Đẹp đến màu nha. Màu tuyết nè, hồng tuyết, trắng tuyết, tím tuyết, tím tuyết là 3 cả nhà. Này cam lửa 4, zbia là 5, này là cũng cam lửa luôn, 5 màu cả nhà. Rồi cái này xin lưu cả nhà 350k cho cái 5 màu cả nhà, cho cái nhiều màu. Mã số quên rồi, số 4 cả nhà. Rồi tới mã số 5 là cục dưa hấu bằng chị luôn. Cũng dưa hấu ba màu luôn bà con ơi. Dưa hấu ba màu luôn nha cả nhà. Cao đây là 67 ạ. À. Ngang đây 55 ạ. À. Phần cổ này 27 rưỡi nha, hết biết cái cổ hả? Để lắc lượng luôn nha cả nhà. Nè, cái này xin luôn cả nhà 380k cả nhà mình đây. 380. Cho em số 5 dưa hấu ba màu ha. Rồi. Rồi, lên mấy màu giống mới nữa kìa. Cái mã số 6. Số 6. Cây này nhiều giống mới nha bà con. Con mình về sưu tầm mình ghép. Vàng lửa. Đa Ba Venza Trung Quốc. Cái bên đó là Andana ha. Andana là thấy được ba màu. Bên đây nữa nè, Tiểu Ấn Độ. 4 màu. Tiểu Ấn Độ vàng lửa. Và đa bao bên da Trung Quốc cả nhà. Và Modu cái gì? Adana ha. 4 màu. 4 màu. 1 2 3 4. Cao nó 67 ạ. À. Ngang đây 40 ạ. À. Mình cổ đây 13 cả nhà mình ơi. Đây gọn ha. Mã số 6 cả nhà. Rồi. Này xin lưu cả nhà mình là 280k cả nhà mình ơi. 280. Mã số 6 cây 4 màu ha. Rồi. Mã số 6 ạ. À. Tới mã số 7 luôn cái nhầm đây. Cũng em đo cái vảy cao nó 65. Ngang nó 35. Quần cổ 14 cái nhà mình đây. Rồi, tính màu ha. Cái này những cái màu lửa nè, lửa, đỏ lửa, vàng lửa. Đa Ba Venza và thêm thằng Mulugin ở Adana. cũng 4 màu luôn cái nhà mình đây, 4 màu đó. Rồi đế này cũng lắc lượng như trên hình nha, mã số 7. Rồi cái này chính luôn cả nhà mình là 280k cả nhà mình đây, 280. Cái cây 4 màu mã số 7 à. Còn mình về trồng trực tiếp xuống đất nha, nó tốt, cái bo nó không có lên nhịp bông nhiều, nó lên bo bà con mình lấy ghép ha. Mã số 8 à. Cây này hoa giống mới nhiều, nhiều màu giống mới nha, cao 57, ngang này 42. Quần cổ đây 11 cái nhà mình đây, tính màu ha. Golden Sunshine nè. Đúng rồi, Golden Sunshine. Đa ba bên da. Bây giờ Adana là 3. Rồi. Này là Lady Girac. Lady, đúng rồi, Girac là 4. Còn cái này tiểu Ấn Độ, là 5. Hang bông đang đổ màu 5. 5 màu cả nhà. 2 3. Đa ba bên da, Lady son môi. Không có son môi. Ủa, anh gì? Adana. Adana 5 màu. 5 màu. Golden Adana là đi rồi tiểu Ấn Độ. Mã số 8 này xin đi luôn của nhà mình 280k luôn cả nhà mình đây, 280. Cái 5 màu giống mới luôn nghe cả nhà. Rồi mã số 8 à. Đến mã số 9 một em gồng lửa nữa đây. Đó, cái này là cẩm thạch đỏ lửa ha. Vâng nè. Cao nó 60. Ngang này 47 à. Còn cổ 10 cái nhà mình đây. Cẩm thạch đỏ lửa. Này xin luôn nhà mình 260k cái nhà mình đây. 260. Em cẩm thạch đỏ lửa ha. Rồi. Mã số 9 nè. Cẩm thạch đỏ lửa là bà con mình về lấy bo ghép là tuyệt vời luôn. Tới mã số 10. Dài. Mã số 10. Đa ba bên da. Đó, đa ba bên da trong vắt cả nhà. Cao là 60. Ngang 50. Quần cổ là 9 rưỡi. Rồi, mã số 10 cả nhà. Đa ba bên da trong vắt ha, mã số 10. Này xin luôn cái nhà mình 250k cả nhà mình đây. 250. Cho em số 10 cả nhà. Rồi, lên luôn rồi. Em 11 tiếp luôn. Cũng là đa ba vành da trong vắt luôn cả nhà. Cao nó 60. Ngang 50. Mình cổ 10 rưỡi cả nhà mình đây. Mã số 11 ha. Chẳng 250 với mã số 11 luôn cả nhà mình đây. Nó cũng là cái dòng đổi màu nhưng mà có từ cánh trắng. Đúng rồi, lúc đổi màu trắng hả, tím vậy ha. Sang cái màu đỏ tím. Rồi mã 11 cả nhà. Này chẳng 250 luôn ạ. À. Ở 12. Ồ, cái cục nó sắn nè. Đó, nhìn đã. Cây cao nhiều màu nha. Cao nó 68 ạ. Ngang này 48. Bành cổ là 17 nha. Ở đây nó sắn một vòng mà có 1 rưỡi mà nó quấn 1 vòng nghe cả nhà. Đó nè, sắn ốc luôn. Sắn ốc. Này chết pizza ha. Màu. Mới dính. Pizza. Trắng tiết là 2, hồng tiết là 3, tím tiết là 3. Ủa tím tiết chứ. Này cam lửa là 4 cả nhà. 4 màu ha. 4 màu. Rồi cây 4 màu mã số 12 cả nhà. Xin Zalo cả nhà 350k cả nhà mình đây. 250. Gửi cho một em sáng ốc luôn nha. Mã số 12 ạ. Rồi tới mã 13 luôn. À, 2-3 tầng luôn nè. Cao là 74. Ngang đây 50. Mình cổ 13 rưỡi cái nhà này. Nó tính màu ha, Z pizza ha. 1 màu. Tím tuyết ha, là 2 ha. Cây này 2 màu. 2 màu dưới này cam lửa là 3 cái nhà mình đây. Cam lửa. 3 màu. Mã số 13 cái nhà. Ở một bệ đế gom quấn như vậy luôn nha. Dẫn 350 với mã số 13 luôn cái nhà mình đây. Rồi. Okay. Mã số 13 3 màu 350 luôn ạ. Mã 14 1 màu. Cái này bo dài nha, cũng đang rộ bông. dưa hấu hồng cả nhà. Cờ nó 50 ngàn này, 40 mình cổ lên 13 cái nhà này. Đó. Cái này sẽ luôn cái nhà mình 250k cái nhà mình đây, cho mã số 14 ha, 250 dưa hấu hồng rồi. Mã số 14, mã số 15 một màu luôn cái nhà mình đây, một màu Murugin ha, hoa đỏ đổi màu nha bà con, hoa đỏ màu nha. Cao nó 60 ngăn đây, đây nó 37 ạ. Mình cổ 10 cái nhà mình đây. Murugin cái này xin luôn cái nhà mình 250k luôn cái nhà mình đây, 250 em Murugin ha. Đó. Mã số 15 ạ. Mã 16 dòng này cũng nhiều màu giống mới luôn. Cao đây là 70 ngang nó 30 hơn. Quần cổ 13 rưỡi cái nhà mình đây là tính màu cái nhà. Đó. Đỏ lửa ha. Đỏ một. Này đa ba bên dài Trung Quốc. Đó là 2. Arana 3. Vàng. Lửa là 4. Này Golden Sunshine 5. Coi còn nữa không ta? 5. Con này gì đây? Dớt à? Đó, con này chung đây. Chung rồi. 5 màu. 5 màu cả nhà. Mã số 16 ạ. À. Rồi cái này chính như luôn cái nhà mình là 280k cả nhà mình đây. 280. 16. Mã số 16 cái 5 màu cả nhà. Rồi mã 17. Cây ghép được 2-3 màu vậy nha bà con. Khá đẹp. Mình đo cái em điểm màu hay cái nha. Cao nó là 67 à. Ngang là 40. Cổ cho nhỏ đi. Nhỏ này 14 rưỡi cái nhà mình đây. Tính màu ha. Trắng tiết là 1, hồng tiết là 2 cái nhà. Cam lửa là 3 ha. Vết pizza là 4 ha. Tím tuyết ha. Tím tuyết là 5. Ồ, cái gì cũng được 5 màu bà con ơi. 5 màu cái nha. Rồi, cái này chính như luôn cái nhà mình 330k cái nhà mình đây. 330k, mã số 17 ha. Rồi. Rồi lên mã chót coi. Mã 18. 18 cây mini bonsai. Hàng bonsai màu lửa cả nhà. Cam lửa, tím lửa ruby, hồng lửa. Hồng lửa, tím lửa. Cam lửa rồi cam thái. Cam lửa. Đúng rồi, cái này cam thái nữa nè. 3 màu lửa, 1 màu thái. Cái này chiều cao nó 68 à. Tá ngang nó 40. Cây hai thân luôn. Ừ. Mình cổ 16 cái nhà mình nè. 4 màu ha. Rồi. Rồi cái này xin luôn cái nhà mình 250k cái nhà mình đây. 250. Gửi cho mã 18 mã chót cái nhà. Rồi nhà vườn Văn Giang chân thành cảm ơn các nhà từ xa đã xem hết video. Các nhà hợp nhãn alo số điện thoại của em là 079 5428 752. Rồi chào cả nhà. Rồi mến chào anh Văn Giang, mến chào bà con, cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hy vọng bà con mình hợp nhãn và chú ủng hộ nhà vườn nha. Thì bà con mình có giao lưu những cái cây giống mới để bà con mình về lấy cái bo ghép vô những cái cây phôi mà mình từng giao lưu trên kênh của Liêm Nguyễn á, thì bà con hãy liên hệ với nhà vườn anh Văn Giang nha. Có những cái cây giống mới rất là đẹp, còn số lượng rất là nhiều. Chi tiết thì cũng không có lên rõ lắm, bà con mình cứ liên hệ thêm để mình được cái giống mới nha. Bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo ạ.